Thưa quý vị, để giúp các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ cao đi xa hơn và nhanh hơn, một trong những vấn đề được Trung tâm Ươm tạo tại khu công nghệ cao đặc biệt chú trọng đó là tìm kiếm kết nối nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp và hỗ trợ dự án đi vào sản xuất. Đây chính là cơ sở quan trọng để phát triển dự án và minh chứng cho sự thành công của hoạt động ươm tạo tại khu công nghệ cao. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá tốt nghiệp các dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao khóa 1 năm 2020 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp tại Đà Nẵng cùng một số đơn vị đối tác của các dự án. Cả 3 dự án gồm dự án ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris, dự án tạo việc Algavi và dự án vi sinh xử tiền đều được đánh giá rất cao và đạt chuẩn tốt nghiệp. Theo cách nói của các chuyên gia, đây là giai đoạn chim non đã đủ lông đủ cánh, có thể tự mình bay lượn trên bầu trời. Tuy vậy, các dự án khởi nghiệp vẫn cần tiếp tục có sự tiếp sức đồng hành. Kỳ vọng là khu công nghệ cao tiếp tục hỗ trợ một số cái vấn đề như sau. Một là hỗ trợ để cấp đất, để xây dựng nhà xưởng, để sản xuất thiết bị khám xe ô tô thông minh cho công ty. Thứ hai là khu công nghệ cao thể tích hợp cái đề án trợ lý ảo giao thông của Click vào trong cái đề án thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng. Thành phố thông minh thì nó gồm có nhiều cấu phần, trong đó cái cấu phần quan trọng nhất đó là cái thành giao thông thông minh. Giao thông thông minh thì hiện tại là Click là đúng là rất là phù hợp với cái đề án đó để tích hợp vào để hỗ trợ cho thành phố điều phối giao thông, chủ động điều phối giao thông, tránh kẹt xe, tránh tai nạn và phân bố các biển báo giao thông hợp lý để mà tình hình giao thông nó tốt hơn. Sau 2 năm ươm tạo, dự án trợ lý ảo giao thông này đã phát triển thành doanh nghiệp công ty cổ phần Caris, đi nhanh hơn với tốc độ và giá trị kinh doanh hiệu quả gấp 20 lần trước đó và đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Còn với bạn trai này, mới vừa 26 tuổi, đã cùng các cộng sự làm nên thương hiệu tạo việc Algavi, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, tuổi đời còn quá trẻ và chắc chắn thách thức còn rất nhiều phía trước. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp, CEO trẻ này vẫn rất cần sự tiếp tục đồng hành hỗ trợ của các chuyên gia sở ngành Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ cao. Sau khi mà mình hoàn thành quả tốt nghiệp thì dự án cũng mong muốn là Trung tâm Ươm tạo cũng tiếp tục hỗ trợ cho dự án trong việc là xúc tiến đầu tư và hợp tác liên kết với các nhà đầu tư khác, cũng như là trong việc đầu tư và xin các thủ tục giấy phép đầu tư trên công nghệ cao để dự án có thể nhanh chóng đưa vào sản xuất và đưa ra các sản phẩm ra thị trường. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, để tìm kiếm kết nối được nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp là không đơn giản. Thế nhưng với sự nỗ lực của Ban Quản lý và chất lượng của các dự án, nên hiện tại cả 3 dự án vừa kết thúc chương trình ươm tạo đã có nhà đầu tư. Cũng rất là may mắn, sắp tới đây thì 3 cái dự án chúng tôi ươm tạo đã có 3 cái nhà đầu tư. Và trong cái thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ tổ chức một cái lễ ký kết giữa nhà đầu tư với cái dự án được ươm tạo trong khu công nghệ cao. Ngoài việc tìm nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng còn dành quỹ đất gần 100 hectare tại khu công nghệ cao phục vụ cho các dự án xây dựng cơ sở sản xuất. Đây là một lợi thế ưu đãi rất lớn đối với những dự án khởi nghiệp ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Một khi dự án tìm được nhà đầu tư đủ tiềm lực về tài chính lẫn kinh nghiệm thương trường và còn được bố trí đất để sản xuất, chắc chắn các dự án khởi nghiệp sẽ đi nhanh và xa hơn.